Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở thực hành toán lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài bảng nhân 6. Nhân số có 2 chữ số, với số có 1 chữ số. Không nhớ. 6 ta nhân cho 6 là bằng 36. 6 nhân 5 là bằng bên này là 5 nhân 6. 6 nhân 9 6 nhân 9 là bằng 54. 6 nhân 8 là bằng 48. 48 ta cộng cho 6 nữa là bằng 54. Bài này 6 ta nhân cho 5 là bằng 30. 6 nhân 2 là bằng là 2 nhân 6. 6 nhân 4 là bằng 24. Như vậy 6 nhân cho bao nhiêu? Ta cộng cho 6 nữa thì 6 nhân cho 3. 6 nhân 3 18, 18 ta cộng cho 6 là bằng là 24. Bài số 2 tính. Trong này có hai cái dấu, dấu nhân và dấu cộng thì chúng ta bắt buộc phải làm dấu nhân trước. 6 nhân 8 là bằng 48. 48 ta cộng với là 52. Cộng nhau như vậy là 8, 2, 10, 0, 1, 9, 10 là 100. Bài này dấu chia là lấy 30 ta chia 6 là được 5. 5 ta nhân cho 7 là bằng 35. Chúng ta qua bài số 3. Đặc tính đầu tính. 14 ta nhân cho 2. 2 x 4 là bằng 8, 2 x 1 2. 11 ta nhân cho 6. 6 x 6 đó, 6 x 1 là 6, 6 x 1 là bằng 6. 31 ta nhân cho 3. 3 x 1 là bằng 3, 3 x 3 là bằng 9. 20 ta nhân cho 4. 4 x 0 là bằng 0, 4 x 2 là bằng 8. 44 ta nhân cho 2. 2 x 4 là 8, 2 x 4 là bằng 8. Bài số 4. Một thùng đựng 32 lít dầu, hỏi 3 thùng như thế là đựng tất cả bao nhiêu lít dầu? Ta lấy là 32 ta nhân cho 3. Số lít dầu 3 thùng đựng được là số lít dầu 3 thùng đựng được là 32 ta nhân cho 3 là bằng là 96 lít dầu. Đáp số. Chúng ta qua bài số tiếp theo. Bài số 5. Điền thêm 3 số thích hợp vào mẫu dãy số sau: 12, 18, 24. Như vậy chúng ta thấy này, 12 mà ta cộng 6 là bằng 18, 18 ta cộng cho 6 là 24, 24 ta cộng 6 là bằng 30, 30 ta cộng 6 là bằng 36, 36 ta cộng cho 6 là bằng 42. Còn đây là gì? 3, 9, 15, 21. Rồi cái này thì sao đây? Chúng ta thầy nháp này. 3 ta nhân 1 là bằng 3. Được không? Rồi 3 ta nhân cho 3 là bằng 9. Được. 1 lên 3, rồi 3 ta nhân cho 5 là bằng 15. Được. Có 10, có 9, có 3, có 9, có 15 rồi, thấy không? Tiếp theo. Vậy là 3 5 là thứ 7 là bằng 21. Rồi. Nhà có 21 nè, 3 ta nhân 7 rồi lên 9 là bằng 39 là 27. Nhà chỗ này 27. Rồi 3 9 rồi lên 11. Vậy là bằng 33.
Rồi 11 lên 13. Như vậy là 3 ra nhân cho 13, như vậy là bằng là 39. À, chỗ này là gì đây? 21, 21 là tới 27 này. 27 là tới 33 này. 33 là tới là 39 này. Chúng ta qua bài số 6. Tìm một số biết rằng 6 ta nhân với số đó thì bằng 12 nhân với 4. X là thầy gọi x nè. Tìm một số biết rằng 6 là nhân với số đó, ta nhân là 6 thì bằng là 12 nhân với 4. Đấy, như vậy cái này số này số cần tìm đây. Như vậy cái này là chúng ta tìm x. Nào, như vậy chỗ này là x là bằng, hai cái này chúng ta nhân nhau, nhân nhau chúng ta bằng bao nhiêu đây? 12 ta nhân cho 4 là bằng là 48. Như vậy ngay chỗ này là ta lấy là 48 này, ta chia 6. Giờ bằng bao nhiêu đây? 6 nhân 8 là 48, như là bằng 8. Như vậy chỗ này là 8 này, ta nhân 6 là bằng 48 này. Bên này là bằng là 12 ta nhân cho 4 là 48. Rồi tóm lại là con số là số 8. Số 8 là số cần tìm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.